Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Trước mắt anh em đây là Lairay LA12. LA12 thì từ hôm trước em đã có một cái video demo cùng với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam rồi, đúng không ạ? Để so sánh về chất âm, so sánh về độ phủ, góc phủ và rất nhiều những cái áp lực mà cái LA12 này đã mang ra để cho anh em cùng thưởng thức và cho anh em cùng thấy rồi, đúng không ạ? Những thương hiệu khác thì hầu như họ sẽ sử dụng 8 Lairay hoặc là 10 tay Lairay. Nhưng với LA12 thì bên em chỉ sử dụng có 6 tay Lairay thôi. Một điều cực kỳ đặc biệt tại cái sân chơi tại Ứng Hòa đó cho anh em cũng biết rồi, đúng không ạ? Chỉ sử dụng 6 tay Lairay thôi. Và các đơn vị khác thường là cũng là bát 30 thì sử dụng lên tới 8 tay hoặc 10 tay. Nhưng với LA12 anh em thể thấy, đúng không ạ? Đều là những hàng nhập nguyên đai, nguyên con và sơn sần cát anh em nhá. Nhớ anh em hỏi là lỗ thông hơi của loa này nó nằm ở đâu thì lưu ý với tất cả anh em, lỗ thông hơi nó sẽ nằm ở bên phía tay này anh em nhá. Bên trong này nó sẽ là cái lỗ thông hơi của nó. Và ở bên trong nó sử dụng những cái driver của củ bát và củ check. Thì như anh em cũng đã biết là nó sử dụng đồng bộ là neo. Thì đây là cái củ driver của nó đây anh em thể thấy. Driver này thì đây, bát sẽ là bát neo và check sẽ là check neo đôi anh em nhé. Check sẽ là check neo đôi và củ bát sẽ là bát. Đây, cho anh em xem lại đây. Đấy, check cũng là check neo đôi luôn anh em nhé. Và củ sẽ là củ neo, củ bát neo luôn. Đấy, sử dụng đồng bộ driver đó là neo. Và với cái họng check mà sử dụng hai check neo như này thì độ phóng, độ phủ của nó cực kỳ là tốt và cái áp lực nó đưa ra thì cực kỳ là mạnh. Và cái tiếp theo nữa về đến driver của bát thì nó sử dụng đó là cũng là từ neo và gân vải 3 lớp anh em nhá. Và tất cả màng, gân, nón đều được tẩm dầu để chống nước cho anh em sử dụng với các dàn ngoài trời, cũng có thể chống nước cho anh em được, đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt nữa, dòng này nó sử dụng coil, nó là coil 76 anh em nhé. Coil 76, cực kỳ ổn áp cho anh em chơi. Và cái thiết kế, anh em thì nhìn thấy, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp, cực kỳ tinh xảo luôn. Lairay, họng kèn đây, anh em nhìn thấy. Và lưu ý với tất cả anh em một lần nữa, đó là Lairay này sử dụng hoàn toàn 100%, đó là nhập khẩu trực tiếp anh em nhé. Không phải là những hàng gióng, hàng giáp. Lên kể cả những cái khớp Lairay này, rồi những con ốc này, anh em nhìn nó rất là xịn sò, rất là chuẩn chỉ, đúng không ạ? Rất là chắc chắn. Và thép này rất là thép nguyên khối anh em nhá. Nói rõ tất cả anh em luôn, chứ không như một số hàng rẻ tiền, hàng gióng, hàng giáp đâu. Anh em thì nhìn thấy đây, những khớp Lairay này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nên nó rất là khít, rất là đẹp. Từ những con ốc đến những lớp sơn. Sơn này thì sơn sần cát rồi. Điều đặc biệt của Lairay hoặc là loa full của lưới Autic hoặc Sub cũng vậy thôi, đều sử dụng những lớp sơn, đó là sơn sần cát, chống bụi, chống nước, chống sức, cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Thì hôm trước đây, hàng thì cũng mở ra đây anh em nhé. Lairay LA12 thì cũng nhận được một số đơn hàng của một bác khách hàng. Qua cái sự demo thì cũng rất nhiều anh em cũng muốn tham khảo trực tiếp về chất âm của Lairay LA12, áp lực nó như thế nào. Thì đợt vừa rồi thì cũng mời một số anh em tới trực tiếp để nghe thẩm âm trực tiếp về Lairay này. Thì anh em đã quyết định và chốt cặp Lairay LA12 này về sử dụng. Hàng thì cũng đang đóng đây anh em nhé. Đấy, LA12 cho anh em. Đấy, lỗ thông hơi đây anh em nhé. Và khớp Lairay. Về thông số đằng sau của Lairay thì đó là LA12 trở kháng 8 ohm, công suất 450W program anh em nhé. Program giải tần này, độ nhạy này, giải tần đáp ứng đấy, và góc phủ đây anh em nhé. Đấy, made in China, nói rõ tất cả anh em luôn, hàng nhập khẩu trực tiếp chứ không phải là hàng gióng bằng giáp, cứ không phải là cái củ bát và củ chét lấy của ông lọ ông kia cắm vào phân tần của một ông anh em nhé, mà đều được các cái kỹ sư, các nhà sáng tạo của thương hiệu lưới Autic, họ đã đo những cái đáp tuyến rất là chuẩn chỉ, rất là nét để tạo ra được những cặp loa Lairay này cho anh em có thể sử dụng. Và cặp loa Lairay này với mức giá cực kỳ hợp lý, 19 triệu đồng trên một cặp anh em nhé. Lưu ý với tất cả anh em luôn, 19 triệu đồng trên một cặp Lairay LA12 bát 30. Anh em có thể nhìn thấy những lớp sơn của nó, đúng không ạ? Sơn sần cát. Và rồi đến những cái lớp khung thanh Lairay này của nó, quá nét luôn, đúng không ạ? Đấy, những hàng nhập nguyên con, cái lợi thế là như vậy, từ chất âm tới độ hoàn thiện tới chất lượng của nó đều được khẳng định luôn anh em nhé. Đấy, quá cực kỳ ổn áp cho anh em rồi. Video thực tế cho anh em cùng tham khảo và cùng đánh, cùng biết về những cặp loa Lairay LA12 này. Driver, củ bát, check đều đồng bộ là neo. Check sẽ sử dụng hai củ check neo anh em nhé. Ok, 19 triệu đồng trên một cặp cho anh em để sử dụng và cái mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ với bên em qua số bên góc dưới màn hình anh em nhé. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất. Và ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.